Trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Thì tôi cũng thống nhất với cái quan điểm của anh là phân tích nãy giờ trên kênh của anh. Và tôi cũng nói thêm, và ở đây là tôi thấy rõ ràng cái gia đình của bé Tường Lam á, gần như là họ không có hạnh phúc anh ạ. Tại sao tôi nói vậy? Thì cũng như anh đã nói là tôi không phân tích nữa, mà qua cái câu nói là anh nói là ông nói gà rồi bà nói vịt, rồi bé Tường Lam lại nói heo. Thành ra trên cộng đồng mạng một gia đình từ bé tới lớn đều có ba cái ý kiến, nhưng mà cái sự lấp liếm á, và đạo diễn á, là do cái người mẹ, là người vợ, mà cũng chẳng trách anh. Đây là cái hệ lụy của cái chị này, chỉ họ chỉ làm ở trong trường lái đó anh, không biết chị lái cái gì. Rồi bắt đầu bây giờ chị thất nghiệp thì bây giờ chỉ lái cái gia đình của chị, và lái thực tế nhất là ở bé Tường Lam. Thì rồi mình nói cũng quá nhiều rồi, thì cái cảnh mà có một cái clip là bé Tường Lam á, là chị này bắt bé Tường Lam á, là đập đập dưới những cái chân, cái chân những cái tượng mà Phật, tượng Bồ Tát gì đó, không, đầu tiên con bé nó vô nó đập đập cái chân nó đó, cái nó đập đập lên đầu nó vậy đó, nó làm mấy cái mấy tượng, là mấy tượng Phật đầu tiên thì tốt lắm, đẹp lắm. Cái nó mỗi lần đó, cái nó nhìn lên mẹ nó, à, sao ông kính, cái thế là bắt đầu mẹ nó chỉ nữa, cái nó đập nữa, nó đập riết riết đâu là hình như mấy chục vị, mấy chục tượng đó. Thì tôi thấy đứa bé nó bờ ra, nó đổ mồ hôi, nó muốn xỉu luôn. Nhưng mà cái buồn cười như thế này nè, cái thứ nhất về cái đời thường á, là mẹ bé Tường Lam không biết tha cái gì đỏ đỏ vô trong cái môi của bé đó, không, thành ra đứa bé nó quay. Tôi thấy có cái lúc nó xiển nhiễn á, là tôi tưởng là mẹ bé quá tàn nhẫn á, là đài đỏ bé, là đập đập dưới chân tượng Phật á, là bé nó mệt quá nó học máu à, thấy mặt đỏ đỏ, tôi nói thiệt, tôi nói thòng liền, không biết tha cái gì đó. Rồi chúng ta quay lại vấn đề là bé Tường Lam nói con là kiếp trước á, con là ni cô, con là Phật đó, là gì Phật gì Ngữ Lam, thì bây giờ đã là Phật rồi mà tại sao đập đập với những cái tượng mà những cái tượng đá đó, không không, mà là cái vấn đề mà tôi thấy tại sao như thế này nữa. Ủa, cái đạo của bé Tường Lam mà là như cái nồi cháo heo vậy. Kiếp trước cái nào là làm ni cô ha, rồi làm luôn Phật Tường Lam. Ủa, vậy là ni cô là như thế nào, rồi Phật là như thế nào? Có phải như là cái đạo đó là được đó, là mẹ nhồi nhét nó như cái gì, như cái xà bần không anh ha, cái gì hành tiêu cà muối ớt, cái gì trong tu Phật là được dọ đổ dồn cho kiếp trước của bé Tường Lam. Cái vấn đề đó vậy thì tôi xin hỏi mấy ông ở bờ cây hang đá, hốc cây gì đó, thì nói là cái đạo đó là đạo gì, tôi cũng không biết cái đạo gì, vừa làm Phật Ngữ Lam gì đó, rồi vừa làm ni cô. Ủa, sao ngộ vậy, trong một kiếp mà làm được vậy? Thì Phật của mà mẹ bé Tường Lam được xây dựng là như thế nào anh ha, cũng ngộ ha. Vậy chắc là chơi theo quý quá. 6 tháng đầu năm á, là làm ni cô, rồi á, là 6 tháng cuối năm là làm Phật, là kiếp trước bé Tường Lam là như vậy đó. Mình nói ra mình phân tích nó là đúng, là hợp lý là như vậy. Đó là một cái vấn đề mà tôi thấy là thật sự là quái quăm. Và cái vấn đề mà anh nói rằng là tôi đồng ý với anh quan điểm bây giờ là chú Đại Bi rồi kinh Địa Tạng là nhà Phật đã có rồi, bé Tường Lam cũng đang sản xuất ra mấy cái chú, mẹ bé Tường Lam cũng sản xuất cái chú đó anh. Anh biết cái chú gì không? Là bé Tường Lam mới bước qua bên kênh Độc Lạ là nói là con đi làm YouTube, con kiếm tiền, có tiền rồi con xài thì con xài. Đó là cái chú, đó là cái đạo của mẹ con bé Tường Lam đó, đó là cái chú đó anh. Tại vì giờ mấy mấy ông kia là cứ là nâng lên, nào là ở trên xuống, ở dưới lên, rồi á là gì Phật Ngữ Lam gì không biết. Thì anh nói rằng là có chú chưa, có sản xuất rồi đó, làm mê áo lam không đó là cái chú của mà bé Tường Lam đó, chứ là nó đã sản xuất cái chú đó. Mà chính vì trong cửa miệng của mẹ con nhà nó nói ra rất dối gian, rất trái với đạo luật đạo Phật, trái với luật trời đất. Mình nó là sức giả gì mà mình tham lam như vậy, rồi mình đi Đồng kiếm thời. tiền, thì cái đạo đó là đạo gì? Thì cũng như cái những người dân bình thường thì nói chung ra, nếu như
mẹ bé Tường Lam nó giờ con hổng nhà hổng cửa rồi á, là vô tình con á là tìm tới cái cõi Phật để gọi là tịnh tâm trong cái cuộc sống bế tắc này, nhà thì không còn, là bản thân thì lương thì thất nghiệp, thì á là con coi kinh rồi bé này nó coi được mấy tháng với con nó thuộc được 5-10 câu, thì quả hoàng đó là cái hướng mà để cho mẹ con bé Tường Lam lên cộng đồng là kiếm tình thương rồi kiếm luôn cái kia, thấy không, cũng như trọng súng vậy đó, thấy không, là cha nuôi trọng súng là nó là cứu những đó là sinh linh bé nhỏ này, thì bây giờ là mẹ Tường Lam cũng nói như vậy đi, thì cũng còn có cái đường để có cái từ là thông cảm, còn đằng này phải nâng bé Tường Lam lên thành Phật thành Bồ Tát đó, đó mới là cái vấn đề mà tôi nói là chúng ta là những người là tôn trọng về đạo pháp, về đạo Phật, và chúng ta tôn trọng về những cái luật pháp của là đời thường, nên chúng ta thấy rõ ràng đây là cái sự lừa đảo, là cái sự sai trái nó, thì anh thấy đi là để gì, để là tô thắm để làm nổi cơm trên cái xã hội này, thì là mẹ con bé Tường Lam nhờ cái kênh độc lạ là Triệu View rồi bắt đầu cho bé mặc đó là một vầy cái thước phim là áo lam, áo nâu sòng của người đi tu, nhưng là cuối cùng đời thường sao nó cũng vẫn là đời thường, nó vẫn như những đứa mà bé khác ở trên cái xã hội này, mà lý gì mà chỉ phải nói là xạo láo lên như vậy đó. Ở đây là chúng ta phân tích, chứ chúng ta đây là vẫn vẫn là những con người tôn trọng đạo Phật và gìn giữ và bảo vệ đạo Phật, rồi là bỏ qua cái vấn đề đó tới vấn đề gì giữ đó là người này mất người kia mất ở tuổi này tuổi nọ, thì đó quá nhiều rồi. Thì bây giờ tôi nói cũng mong là tới tay của mẹ bé Tường Lam đó, dắt bé Tường Lam về miền Tây kiếm vài chục tỷ xài chơi đó, mà bé Tường Lam nó thiết á có vài chục tỷ là về Bình Dương là làm cái biệt thự là ngọt rồi anh à, thấy không? Thì cũng mong bé mẹ con bé Tường Lam xuống đó là dự đoán đi rồi làm cam kết gì đi. Còn đằng này đây là cái vấn đề gì, rồi bây giờ là trở thành một kẻ tiểu nhân đi bình luận dạo. Tại sao á, là tôi nói là cũng mong là tôi là những người là cũng là tôn trọng về là Phật học, và thứ hai nữa tôn trọng về vấn đề xã hội, về văn hóa xã hội, về nhân văn, thì tôi cũng mong mẹ con bé Tường Lam phải xin lỗi cộng đồng, vì ở đây là không thể nào một vị Phật mà tham lệ tiền, tham nhà lầu, tham biệt thự như vậy được, cái đó là rõ ràng. Cái đó là nếu còn ở trong là mẹ con bé Tường Lam còn một chút đạo đức thì hãy nên xin lỗi cộng đồng và xin lỗi về vấn đề đó là Phật học của Việt Nam, chứ không thấy nào bây giờ là cứ là gì Phật ngữ Lam gì kiếp trước con là ni cô con là Phật. Ủa cái này nồi cháo này cháo gì anh, cháo đậu xanh ha, giữa gạo và đậu xanh nó mới lòi ra là cái đạo đó rồi đó là đọc được vài câu kinh đó, thì thật lòng ra mà nói không vấn đề gì. Rồi bên cạnh đó cũng sao có những cái bọn thừa nước đục thả câu, câu like câu view rồi là xua người ta cái vấn đề cái đạo mà 1.000 ký gạo á, không, thì ở đây chúng ta thấy được cái gì là có được 3 người, nhưng mà trong đó có 2 người là thật sự là bệnh tật khiếm khuyết của xã hội, thì họ là vì cái vấn đề là gì u mê rồi họ là đi phát tâm là 1.000 ký gạo, cái điều đó là tốt. Nhưng mà thật sự là có vợ chồng cái anh đó rất là trẻ, anh nói như thế này thấy thương và tội anh, cái khả năng con là rất nghèo, khả năng con là cũng không phải dư giả gì, nhưng con cố gắng con làm để rồi là hy vọng một cái điều may mắn gì đến đó. Nhưng mà thật sự đối với những người bệnh tật như vậy mà bị dụ dỗ để cho họ là thâm hụt kinh tế đến 20 triệu, thì tôi nghĩ đó là cái chuyện đó là cũng nặng nề đối với những cái người đó, mà vì đâu gây ra, thấy không, mà tôi chúng ta mà nói thực tiễn cuộc sống, nền tảng gia đình hạnh phúc là đồng tiền, mà nếu càng eo hẹp bao nhiêu thì hai vợ chồng có hạnh phúc hay không khó anh à, thấy không, tự nhiên không cái này, tự nhiên không cái này anh làm á là mất đi là 20 triệu, thì vợ con nó cắn đắng cằn đằn, mà nếu tôi nói nó xa hơn một chút xíu nữa mà rủi á là tan đàn xẻ nghé, thì chúng ta nghĩ cái vấn đề gì mà khi ép người ta tới 1.000 ký gạo thì phải nói là phát tâm. Tôi cũng đồng ý đâu đó một vài cái ý kiến mà cũng đạo Phật cũng vậy, một vầy nải chuối 5 vầy 5-30 ký gạo, còn đằng này là phải buộc
Mà tại sao cái lòng tham nó được lồng vào cái đạo 1.000 kg gạo này? Thì đó, anh nói là cái chị gì ở Tây Ninh đó, ổng là tìm cái số điện thoại của Tường Lam để đi xuống đó là cúng thác tâm, không phải là gửi tiền đó. Không, bây giờ tôi nói như thế này, để là kinh nghiệm như những là những gì, những cái là những tay á là ăn mày cộng đồng mạng, thì đề nghị là bé Tường Lam cũng để cái tài khoản mình lên trên đó đi, không để người ta gửi về cúng dường. Thì tôi nói không sớm muộn gì họ cũng để thôi, thôi giờ nói trước luôn đi, không chứ đây mới mới họ họ làm mất công, họ nói là ở trển đó là chỉ xuống để xuống là tài khoản để là cứu nhân độ thế gì không, để ba tánh gửi cho em không á, rồi em hát tâm giùm. Rồi cái tôi nói ngạo mạn nhất mất dạy nhất là có cái ý kiến như thế này. Bây giờ là nói xấu về mẹ bé Tường Lam là nói xấu mẹ của Bồ Tát. Trời trời, tôi nghe tôi muốn xỉu luôn anh Sài Gòn ơi. Mẹ của Bồ Tát, mẹ của bé Tường Lam, một đứa ham tiền chứ không có vấn đề gì mà vấn đề gọi là Bồ Tát gì trong này cả. Rồi thực lòng ra thì anh thấy đi, tôi đồng ý anh quan điểm, nó có sản xuất ra những cái bài kinh kệ gì để lại cho đời là những cái triết lý nhân sinh không? Phải không? Mà nó để lại cho đời là gì? Một đứa con nít như vậy, rồi nếu chúng ta không dập tắt hay dẹp im cái lòng tham của đứa thiếu nhi này thì nó lan tỏa trong trường học đó. Tôi vừa thử hỏi bà con như thế này nè, cả trong một cái lớp nó học chung đi, hay cái trường nó học chung đó, mà nó đều có một cái tấm lòng như vậy, rồi hoang mang quỷ mị như vậy, rồi ma mị như vậy, thì tôi thử hỏi bà con cái lớp trẻ này lớn lên nó hình thành nhân cách như thế nào, rồi xã hội chúng ta thì tay làm hàm nhai đó là rõ ràng. Mà tối ngày á là cứ lấy tay đập đập vào trong mà chân của mấy cái tượng Phật đó, rồi vuốt vuốt lên đầu, rồi như vậy xã hội còn sản phẩm hay không, còn tiền xài nữa hay không, hay là nó quen là chơi quen rồi nhịn không quen rồi nó xảy ra những cái chuyện gì. Là phải nói là xã hội chúng ta bây giờ đang kêu cứu về cái lớp trẻ đó, lo là lo ăn chơi chứ là không biết giá trị đồng tiền. Thì đây là nó đã hình thành cái nhân cách của một đứa bé này. Nó bây giờ là bây giờ anh thấy không, đi du lịch được người này cho kia cho nọ, nó đâu còn biết giá trị cuộc sống đâu. Chính Rồi cái xác. nhân cách này được hình thành như vậy lớn lên, nếu một mình xã hội một mình bé Tường Lam thì bà con thấy không, đã quá nhức nhối rồi. Bây giờ trong bạn bè nó rồi trong cả cái lớp nó như bé Tường Lam đi đó, tại vì mẹ bé Tường Lam cũng vẫn nói được thế. Thì bây giờ tôi nói con cháu tôi nó thật sự ra, tôi kêu vô tôi cho nó học 3 tháng trời thôi, tôi hứa với anh kinh Phật nó đọc đẹp hơn nhiều luôn á, không tôi có những cái thiết bị tuyệt vời hơn nữa thì là để vô lỗ tai nó luôn thì nó đọc cho anh nghe. Rồi bây giờ nó lớn lên như vậy, để nó hình thành nhân cách như vậy thì cái xã hội tương lai chúng ta đi đâu về đâu. Tối ngày Bồ Tát con là ni cô, con là Phật gì đó, rồi bây giờ phải cúng là gì phát tâm 1.000 kg gạo đó. Rồi bây giờ như vậy là như thế nào, phải rõ ràng hãm lại anh em chúng ta nói không, đó là cái lòng tham của mẹ con của họ. Đến chi bây giờ đó đâu đó ở Tây Ninh rồi mới mốt Cần Thơ rồi nước ngoài nước trong gì đó không, thế là gửi về cho em, thế nào sớm muộn gì đấy, nghĩa là mẹ con bác cũng đưa cái số tài khoản lên thôi, không để người ta gửi về. Rồi bên cạnh đó những kẻ là gì, là tôi nói tôi buồn thay cho một cái kênh của anh đó mà thôi, tôi nhắc tên rửa lăng xê tôi không nhắc tên, ảnh cũng già bạc hai thứ tóc, ảnh lên ảnh cũng bể là gì phản biện này kia, ảnh nói là chúng ta không làm được gì, không được cúng cho ai là được 1.000 kg gạo nào hết, mà chúng ta ở đây lên đây ngồi đó nói chuyện, còn bé nhờ bé Tường Lam á là ra đời nên xã hội bây giờ là gì biết tu tâm biết từ thiện biết phát tâm giúp đỡ quá nhiều hoàn cảnh này kia kia nọ. Nhưng mà nó thật sự ra mà nói như thế này, cái anh đó ảnh hai thứ tóc thì tôi cũng ngang tuổi ảnh thôi, nhưng mà sức khỏe tôi tốt hơn vì tôi có cái vấn đề thuốc men thì tôi không nói. Nhưng mà tôi thấy anh nói là hai thứ tóc mà anh nói một cách hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Tại sao đó là anh nói anh không biết là chúng ta không làm từ thiện, nhưng chúng trong đạo Phật đã nói rồi, chúng ta tự làm và là một cái điều mà chúng ta làm được cái điều gì tốt á mà chúng ta được lan tỏa là chúng ta lại càng xấu hơn cái người không làm nữa kìa. Thế mà anh nói như vậy thì bản thân ảnh á là cũng như là xích chó vô bụi rậm thôi, bản thân ảnh cũng không phát tâm được cái gì,
mà anh chỉ ngồi mà cái tên cái kênh của anh cũng bé tí tẹo, mà anh lên đây anh lại xâm xỉa vào những cái ý kiến bình luận, anh nói là ganh tị ganh tức với bé Tường Lan Tí ở tí đây rồi giúp tập công anh an. gửi cái clip đó qua giúp em nữa nha. Dạ, đó rồi á, là rồi chút nữa tôi sẽ gọi riêng cho anh. Rồi á là ảnh lại nói như thế này nữa là cái xã hội bây giờ là gì, nhờ bé Tường Lam ra đời mới là mọi người mới biết là gì phát tâm từ thiện rồi gì, Bồ Tát sống ôi là ôi, nó cũng chẳng qua là cái tinh thần bỡ đỡ và kiếm like thôi, vậy cái anh này anh mới tập làm kênh thôi nè, chứ không phải là cái kênh gì hết á. Anh là anh làm anh nhanh bề, anh dựa vào hình ảnh đứa bé này anh kiếm ăn thôi. Anh làm YouTube thì ảnh là vì bé Tường Lam nói làm YouTube để kiếm tiền, có tiền xong rồi xài gì thì xài, thì cái anh già hai thứ tóc đó anh mới bắt chước bé Tường Lam anh làm YouTube thôi. Anh lên anh nói câu trước thì tác câu sau, chứ tôi hỏi anh già hai thứ tóc này anh đã chứng kiến được hai thời kỳ rồi, thì ở bây giờ cái thời kỳ mà nói chung là xã hội chủ nghĩa chúng ta thì rất rất nhiều mà những nhà từ thiện người ta bỏ ra không biết hàng bao nhiêu tỷ, điển hình như bác Ba Trầu đó, rồi còn nhiều nhiều đó, người ta là bao nhiêu tỷ người ta âm thầm như thế nào, còn đằng này mới ngoi lên cộng đồng á là vài ngày, tới mới 9-10 ngày thôi là giấu đầu lòi đuôi xạo tới xạo lui, chồng nói một đường, vợ nói một nẻo, con nói một ngã, thì bây giờ chúng ta kết luận lại cái gia đình này nó có chân thật không, hoàn toàn không có, cái nét chân thật họ không có. Rồi cái đến vấn đề mà rồi nó nói ăn chay đó, mẹ nó bỏ hớ hên ra chút xíu là nó trở về một cái đời thường của như bao đứa con nít bình thường, không muốn nói là cái vấn đề khiếm khuyết nữa, tại vì nó cũng có nói dối nữa nè, nó biết gì về kiếp trước, nó biết gì nói gì, bây giờ tôi hỏi nó thôi không cần gì kia mà nói chi nó xa vời kiếp trước kiếp sau, hỏi nó trước năm 75 rồi năm 75 là cái ngày gì, là cái năm gì, thấy không, chứ hỏi nó hai cái đó đơn giản là đừng nói là kiếp trước nào là ni cô, cái đạo Phật nào mà kỳ ni cô rồi là Phật luôn anh, thấy không, vậy là nồi cháo đậu xanh là gồm có gạo và đậu xanh rồi phải không, ni cô và Phật Ngữ Lam là nồi cháo có cái đậu xanh rồi, còn mẹ nó niêm vô nữa, thấy không, là chỉ thiết áo lam thôi. Rồi bắt đầu đó là nó lòi ra sự thật hởm ra là như thế nào, rồi bắt đầu đó là mẹ nó nêm được cái áo lam đúng không, cái ba nó nêm vô là thiên cơ bất khả lộ, phải không, lộ cái gì nữa, nói xạo nói láo không à, đó thì bây giờ điển hình đó, nếu mà có bản lĩnh thật sự thì về miền Tây thì những cái khán giả của anh cũng đã nói rồi, nếu mà xuống dưới mà chẩn đoán đúng cái năm ra mà cái năm ra đi của người ta, năm thọ của người ta thì người ta cho mấy chục tỷ đó, sao không đi làm đi mà đi bình luận dạo, rồi có chùa ngông nghênh rồi để cho con bé tụi nó vô cùng tội anh ạ. À, đứa bé thì nó thấp cái kệ mà cái tượng Phật cao á anh, nó bước vô nó chờ mà rồi nó mỏi mà nó nhìn trông theo mẹ nó đứng ở sau ống kính, nó nhìn theo để mẹ nó khoát ra là nó đi liền đó, nhưng mà thật sự ra nó nhìn nó cứ đập đập đầu tiên nó đập coi nó là đẹp lắm nha, sau này nó mệt rồi cứ mỗi lần nó mệt nó nhìn nhìn về ống kính để coi mẹ nó quyết định sao, cái mẹ nó chỉ nó nói gì đó, bắt đầu nó lại đập tiếp rồi nó đập ba bốn tượng, cái nó đập đập lấy cái tay nó đập đập vô trong cái chân tượng, cái nó đập đập vô đầu nó đó anh đó, cái thước phim nó không biết anh có coi xem chưa ạ. Cứ 3-4 năm cái tượng như vậy đó là bắt đầu nó nhìn về mẹ nó như một cái vấn đề gọi là giáng sinh, thôi mẹ ơi đừng kêu con làm nữa đó, nhưng bà vẫn chỉ riết rồi xong con nhỏ bờ ra con nhỏ phờ phạt á, thì á là thật sự cái mà đứa bé nó tha cái gì đó đỏ là tôi nói trời chết chết màu rồi, đứa bé này nó kiệt sức ọc máu luôn hay sao á, giống như là nhồi máu cơ tim đó anh, lao động quá mức á. Nhưng mà không ngờ nhìn lại kỹ á, thì tôi thấy là rõ ràng cái mẹ nó xa làm cái gì cái môi nó đỏ đỏ đó, thấy không, mà trong Phật học anh thấy có cái sự trang điểm hay không, ở trong cái đạo Phật điều nào tôi xin hỏi các vị thầy đó là tu ở là nhiều đạo nhiều đời gì đó thì hỏi trong cái dòng nào có trang mấy mà cho phép mà cái sự trang điểm về nhan sắc của mình hay không, còn trang điểm còn nhan sắc, trang điểm cho nhan sắc nghĩa là con người còn dục vọng,
mà nói cái từ dục vọng là không phải là tình dục đâu, còn những cái dục vọng á là những cái đam mê gì đó, ví dụ như tiền bạc hay này kia nọ, cái sắc diện á. Còn trong khi đó người tu hành là sao? Chúng ta thấy những cái ni cô chân thật tu ở chùa có bao giờ trang điểm là má phấn môi son không, mà nói như cụ Nguyễn Du có gì trang điểm phấn dồi cho xuê không? Phải không, là chị em của mà Thúy Kiều Thúy Vân mà đi chơi mà lễ thanh minh đó anh. Không, nhớ em á là vì sao mà trang điểm phấn rồi phấn dồi cho xuê đó, để ra đường cho trai nó liếc đó. Nhưng không ngờ bị là Đạm Thanh á ở dưới mộ lên nó liếc, nó mới ghi sợ mà Thúy Kiều trong về giờ nó ghi vào cái sổ đoạn trường đó. Không, đó chứ đầu tiên là hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân á là trang điểm á phấn dồi cho xuê đó, gửi Đạm Thanh nó thấy vậy nó mới ghi luôn trong sổ đoạn trường. Mà nó là cái cuộc đời của Thúy Kiều anh thấy tan nát không? Thấy không? Mà ở đây ý tôi muốn nói cái điều gì, cái người tu hành không ai mà trang điểm nhan sắc đó là này kia kia nọ, mồm thì nói con là Phật, Phật á là không có. Nó thật sự là cái đạo chọn, cái niềm tin mà tôn kính của người Việt Nam chúng ta, chứ không phải là cái chỗ đấy là tha son môi phấn trong đó rồi đem sự xạo láo vào trong đó rồi lồng ghép vào trong cái tình tham lam vô độ trong đó. Đây là cái vấn đề, cái vở kịch này như vậy. Bởi sao mà tôi nó có nhiều cái ý kiến thì tôi thấy rõ ràng rồi. Bây giờ á là họ là cũng không muốn ngừng tay lại, mà tôi cũng đã nói rồi, thôi ngừng tay lại đi, hãy để cho đứa bé này đã phát triển một cách tự nhiên và hồn nhiên. Thứ nhất, ngày hôm qua con của mình sanh ra, rứt ruột sanh ra, nuôi lớn từng đó, để cho một cái thằng cha gì đó lại nó khoanh tay cúi đầu một cái sự ngoan hiền của một thiếu nhi, thì bị một cái thằng cha mặc áo nào lại không là con phải chấp tay lại, con xá thầy. Ủa, con mình chồng mình là này kia nọ mới có ra, mình mang thai rồi đẻ ra nuôi lớn để thằng khác lại nó dạy vậy sao? Mà dạy cái đó sai với đời. Bây giờ đạo với đời ngang nhau, tốt đời thì mới đẹp đạo. Còn ra đường là ép con nít như vậy, mà tôi cũng không biết cái thằng cha đó ở cái dòng tu nào mà ra ép con nít như vậy. Đạo thờ Phật là gọi là cái gì, hư không, không có ép uổng ai anh à, đúng không ạ? Đúng rồi. Giờ anh vô, anh là vô trong bà, vô trong chùa, anh đứng anh xá, anh thắp hương, anh thái độ tôn kính sạch sẽ cũng tốt, mà anh quỳ anh lại anh cũng tốt. Thấy không? Còn đằng này tại sao đứa bé như vậy ngoài đời thường nó ở cái nhà của bác không, bác họ nó cũng như bác bạn thôi chứ không anh em ruột gì. Mượn cái biệt thự đó quay phim cho nó đẹp. Nó là rõ ràng, đó là cái sự tôi nói thật thật lòng ra, càng nói thì càng lộ là họ càng bệnh mặt ra, thì thấy họ càng bó cho trét trấu vào cái Phật học Việt Nam. Thấy không? Cái đời thường của mình sao ở nhà trọ, tôi ở nhà trọ anh Sài Gòn ơi, anh có xuống quay là nhà trọ là vẫn là nhà trọ, thấy không? Còn đằng này phải mượn cảnh nhà này, mượn cảnh nhà kia, toàn cảnh đẹp không, để lăng xê con mình. Đó, mà đạo Phật đâu có chuyện đó anh, thấy không? Ta nói rồi, ngồi ở vỉa hè, ngồi tâm tu thiền định, đó mới là cái người là, ta nói là gì, trong cái là vấn đề tu học, khổ luyện, thì không ở đâu mà tu bằng ở ngoài chợ. Ngồi đó mà tịnh tâm, mà cảnh đời không có làm lung lai lung lạc được cái linh hồn của mình được, cái tâm hồn của mình được, đó mới là nhất. Còn đằng này phải toàn lửa biệt thự không, thấy không ạ? Thấy không, chúng đâu có biết là cái nhà trọ nó như thế nào. Ồ, hay là bà này bà cũng mới tậu đựng cái nhà đó của bà không ạ? Thấy không, lên mấy ngày nay nè, thấy không, thầy anh thấy không, người ta nói quá trời người á là gì, hầu như có một cái trung tâm, hầu như các cái là nhà hảo tâm á là hướng theo á là Bồ Tát của Tường Lam là 1.000 ký gạo đó, nhưng thật sự có 3 người, trong đó có 2 người á là bị á là không được may mắn á là về thân thể, thì họ cũng á là theo như vậy, họ tin cái lời đó hãy để họ làm phát tâm để họ cầu mong họ được cái sức khỏe này kia kia nọ. Nhưng mà thật lòng ra cũng đau buồn, gia đình người ta nghèo khổ vậy vì lời nói của mình, mà gia đình nghèo, chồng thì khiếm khuyết như vậy đó, rồi là bỏ ra 20 triệu, thì rõ ràng hình ảnh phát tâm cho người khổ,
gạo là cái vấn đề đó quá tốt đẹp, không thể nào mà chê trách gì đâu được cả, rất tốt rất tốt. Nhưng mà cái hệ lụy lại hạnh phúc của gia đình trẻ tuổi này như thế nào đấy đó, mà nền tảng là kinh tế, mà vợ chồng nghèo mà đã tật nguyền như vậy rồi mà mất đi 20 triệu là cái tháng tới này tôi không biết đi đâu về đâu nha. Nó không khéo đây là cái khởi nguồn cho cái sự là mất hạnh phúc của gia đình người ta đó, đó là vì đâu, vì hệ lụy mình nói ra mình quá ác, mình ép người ta phải 1.000 ký gạo không, rồi quá ác quá ác, đạo Phật không chấp nhận như vậy được anh ạ. Anh vợ anh khổ rồi nói như vậy, những người nghèo khổ người ta muôn ốp nhang 5.000 10.000 thì người ta vô người ta thắp hương để người ta tìm được một cái hơi ấm đó, một cái mình là cái đời thường mình nói là gì, được tìm được một cái sự là che chở từ bi của là nhà chùa của Phật học thì còn hình ảnh đó nữa hay không, hay là phải là phải phát tâm là 1.000 ký gạo thì cũng có nhiều người mà tôi cũng nói anh á, giờ tôi có 900 ký 800 ký là thôi đứng ngoài nhìn thèm thôi, không được 1.000 ký là không có vô được cái đạo này. Thì rõ ràng cái chú của mà mẹ con Tường Lam nó kỳ như vậy à, chứ nó đó nó anh nói là không có phát minh ra chú đó, cái chú là 1.000 ký gạo đó anh. Không thấy rõ ràng không, thì như vậy là dân nghèo chết hết anh nè, chết hết không bao giờ được tới chùa đó à, mà để cho 1.000 ký gạo tới không là dân mà là cũng phải thứ dữ mới bỏ ra được, hay là mình thì kinh tế không nói gì, còn những người ta nghèo khổ người gạo không có ăn nữa là làm sao người ta vô nương dựa vào cái từ bi của cửa Phật được, phải tìm được cái gì, cái niềm tin ánh sáng ở trong cửa Phật được à, thì rõ ràng đây là cái lời nói đó có ác không. Mà bây giờ thật sự ra cái anh mà hai thứ tóc đó, đó thì thật lòng ra mà nói á, thì chỉ mới có ba người phát tâm, nhưng trong đó là hai người người ta bệnh tật người ta cũng mong á, là tìm được cái nguồn vui hay là cái gì đó, thì đó là theo cái uy tín và cái tiếng nói của các anh độc lạ thôi à, rồi để bây giờ là nó phân biệt giai cấp không anh không, cái đạo của Tường Lâm là phải 1.000 ký rồi mai mốt tôi với anh ra là cái đạo 1 ký đi anh không, để cho dân nghèo người ta chịu, hay là đạo 5.000 đó bà con đó, là thắp ba cái hương là cũng là mình hưởng được cái sự gọi là che chở của từ bi của Phật, và mình tin tưởng vào cái ánh sáng niềm tin về cửa Phật 5.000 đó bà con đó, không cần chi tới mà 1.000 ký và 20 củ rồi đó anh thấy không, thì như anh em chúng ta đã đánh giá rồi đó, là thể hiện cái lòng tham lam. Thế là ở Tây Ninh cũng đã có người tìm đến để gọi là liên lạc, để bắt đầu là nhờ là phát tâm cúng dường anh thấy không? Không thì dưới cái bà này thì tôi nói anh nghe hổng rày mấy ngày ta, hổng rày 5 ngày thì là tổng nguồn là nghe nói là được 3 tấn gạo là 60 củ không ta, hay là đúng rồi 60 củ mà mới có 5 ngày thôi, thì có chừng khoảng không đầy 1 năm thôi. Ô trời ơi, chúc mừng bé Tường Lam là có cái biệt thự phải nói là vinh quy thôi, cái chừng năm thôi 100 ngày hết, 365 ngày nghỉ, còn nghỉ mấy ngày bé nó mệt nha, chứ hồi sáng này tôi nói anh ha, đã trốn học đi chơi mà bắt đi làm những cái chuyện mà đập đập ở dưới chân tượng Phật, tôi thấy cái sự tàn nhẫn của mẹ con ép uổng đứa bé nó đập đập mấy cái chân của mấy cái tượng đó, là nó quay lại nó nhìn mẹ nó cầu mong mẹ nó một cái điều là mẹ ơi á, là đừng kêu con nữa, thế là có cái dấu dáng chỉ xù xì đó, bé cứ đập 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 vào cái chân tượng Phật nữa đó. Rồi đó là một cái cảnh đó là tôi thấy nó quá tàn nhẫn. Rồi cái cảnh mà tôi thấy là bất bình nhất, mình đừng có nói gì mà xa vời đời thường ở cái tuổi thiếu nhi đó, thì gặp người lớn khoanh tay cúi đầu mọp như vậy thì tôi thấy quá đẹp quá dễ thương à, con mình đẻ chồng mình ấy, mình mang thai rồi đẻ ra mình nuôi lớn cỡ đó, thằng khác vô nó không được, bây giờ mày phải xa ở vậy, con phải xa thầy chứ không phải là mày xa ba, quên mình xin lỗi nha. Và anh thấy rõ ràng không, con mình dạy con mình nuôi đã đợi thằng cha đó lại tới dạy cái chuyện đó à, cái đó là trong nhà Phật, khi bé mặc đồ lam cạo đầu quy y gì đó vô cửa Phật thì đó cái luật lệ ở chùa, còn anh ra ngoài đường thì anh phải chấp nhận đạo với đời như nhau à, ngay cái bản chất anh đó, bởi anh thấy không, thì hôm qua tôi nói rồi, nó nhìn thấy cái anh đó là trong lòng nó nói ô cha này thì cũng như cha bán rau cha gì thôi, thì nó cúi đầu, mày phải bắt như vậy, con mình sanh đẻ ra để rồi là thằng đó vô dạy cái kiểu mà trái ngược với đời, nó rõ ràng.
rồi bây giờ cứ tu đi bà con, tu như mẹ con bé Tường Lam, rồi cái xã hội này còn sản phẩm không bà con, rồi cứ tu đi bà con, rồi đi chơi á, chùa này chùa nọ, 100 cánh chùa, 1.000 cánh chùa đi bà con, rồi còn tiền không bà con? Thì bà con đã thấy rồi, bần cùng hết tiền thì nó sẽ sanh đạo tặc thôi. Đó, đó là cái vấn đề hệ lụy của xã hội đó. Rồi nó hình thành, ví dụ một bé thì không đến nổi đi à, nó quậy như vậy rồi tôi nghĩ là 50 bé, 70 bé chung một cái lớp, một trường của bé Tường Lam, nó y như bé Tường Lam hết. Thì tôi hỏi bà con, mình đừng có nói đạo hay cái gì hết, tôi cái đó đạo nào tôi cũng tôn trọng hết, nhưng mà cái thực tế là xã hội này còn sản phẩm nữa không bà con, còn tạo ra được cái vấn đề kinh tế nữa không bà con? À, nói như bé Tường Lam rồi bây giờ chúng ta thôi bỏ hết cày bừa ruộng nương tài sản đi bà con, cứ là cúng là gì à, 1.000 ký gạo là được năm tuổi phải không? Dạ yeah, dạ yeah. Vậy là 10.000 ký gạo 50 tuổi phải không? Thôi vậy là tôi đóng có chừng gần 70 rồi, vậy giờ tôi tham lam mà tôi đóng là 6.000 ký phải không, là tôi lại được 100 tuổi phải không? Rồi vậy là được rồi. Vậy bé là bé Tường, mẹ con bé Tường Lam cam kết nha, tôi cúng liền à. À mà nếu mà tôi tôi lên giữa đường mà tôi không có mà thực phẩm dinh dưỡng là chết với tôi rồi nha, chứ không phải đơn giản đâu, tôi có cho luôn sự nghiệp luôn. À chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà tại sao là bắt đó bà con thấy cái hệ lụy đó, chứ chúng tôi ở đây không phải nói là chửi bé Tường Lam rất thương bà thương, nhưng mà phải kêu cứu bà con. Nhưng mà sao vạch mặt bé mẹ của bé, nhưng chúng ta đem hình ảnh của bé để chúng ta chứng minh được cái người bè mẹ này quá nhẫn tâm, quá nhẫn tâm. Mà tôi cũng nói anh, tôi nghi ngờ về cái vấn đề là cái gia đình này người mẹ ruột là gì, ta nói là gì, đứt ruột rẻ, rứt ruột rẻ sinh ra phải không anh hả? Yeah. À, mà tại sao không biết cái tuổi của nó mà ba nó thì nói đúng không, rồi nghe đó đâu còn cái vốn đâu với miền Tây á, bé Tường Lam còn một người chị, thì bây giờ không biết là cái vốn này là cái vốn chung hay là vốn riêng hay là vốn như thế nào, để rồi một cái gia đình mà nói ông nói gà bà nói vịt, con thì nói lợn luôn, không có ý đứa nào giống đứa nào hết. À, cứ lên cộng đồng mạnh đứa nào để bươi làm sao á, là nói làm sao cho khoét được vào cái là tình thương á, là của là cộng đồng, rồi á là bên cạnh đó là từ từ đó là thiết lập được đường dây rồi, không rồi mai mốt đây cũng gửi cái để cái tài khoản lên đó, bà con có thích cúng dường gửi em cúng dùm cho, mỗi 1.000 ký gạo bà con được 5 tuổi bà con ơi, không rồi quay lại cái vấn đề rồi quay lại vấn đề là bây giờ nè, đó bây giờ mẹ con bé Tường Lam nói là chừng nào mở hội Long Qua, hay là mở rồi, mở là lúc bé Tường Lam lên trên mạng. Nếu mà mở được rồi anh Sài Gòn hội Long Qua vừa rồi 9 triệu người tham gia đó anh. Dạ là bé Tường Lam mới lên mạng là mở ra rồi phải không? Dạ hội Long Qua, hội cái bang em mà biết nữa. Đây, thì nếu mà hội Tường Lam mà mở ra đó thì thật sự anh là tôi phải là kết hợp với mẹ con bé Tường Lam, anh biết tôi làm gì không? Dạ. Tôi mua một chiếc xe đạp thồ, tôi chạy theo, tôi bán bông bóng bay đó anh, tôi vẽ cái này vẽ cái kia đó, tôi cứ đi theo mẹ con bé Tường Lam là ồ tôi kiếm sống là ngon luôn á, không cần gì, nhà là kiếm vài chục củ đó, mà cái được 20 củ là tôi sẽ đưa cho bé Tường Lam là 1.000 ký gạo. À, tôi sẽ là bán bong bóng, mà phải kết hợp với mẹ con bé Tường Lam nha, tới cái hội đó đó. À, mà không biết chừng nào, từ trước 75 đến giờ là cứ hội đại hội ở trển cử xuống, ở dưới cử lên, đời mạc pháp mạc dẫn gì đó. Tôi nói thật sự bà con nói đó nha, mấy anh trong hốc đá bờ cây nói cho tới tém lại nha, cái thời này là cái thời cộng sản chủ nghĩa nha, mà mấy người mà đừng có xuyên tạc là gì thờ đời gì đời nọ, nghe đời này là đời cộng sản chủ nghĩa, là ưu việt nhất, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. À, chứ không phải đơn giản còn mà nói mà đi nghiêu ngao cái kiểu không có sự sống ở trên, không có làm việc cái lao động để ra sản phẩm á, thì chết đói, còn không chết đói á, thì phải tìm cách lừa gạt thôi anh Sài Gòn ơi. Quá ràng hết, không? Yeah. Chứ còn bây giờ cũng... thôi bà con ơi, ngờ gì bỏ hết tài sản, bỏ hết ruộng vườn á, đi theo bé Tường Lam. À, là cứ là 1.000 ký gạo là 5 tuổi, vậy cứ bà con cứ tính đi, thế là gom lại đâu
mấy ngàn ký gạo gửi cho bé Tường Lam thì thế là mình được 100 tuổi rồi. Rồi những bệnh viện cũng vậy, phổ độ chúng sanh như kiểu của mà bé Tường Lam đó. Không vậy thì vô trong bệnh viện ông bú đó, tôi hứa luôn, thật sự ra mà tôi nói, nếu bé Tường Lam trong hôm đó mà độ sao gì gọi là gì sanh sanh ta, chung là chú dẫn sanh, chú dẫn sanh thì coi như là một một cô chú là 1.000 người dẫn sanh. Đúng rồi, đi vô bệnh viện ung bú trung tâm ung thư thành phố Hồ Chí Minh, mà nếu mà bé Tường Lam mà giảng sanh cho được cơ quản là 30 hay 50% bệnh nhân trong đó thôi. Tôi thật sự ra một bước chân của Tường Lam đi là tôi quỳ tôi lại bé bước mà Tường Lam một cái, phải như là cho hết bệnh nha, chứ hai vô đó là xạo xạo nữa, rồi cái người ta đã cùng đường cuối nẻo rồi, người ta cho tiền rồi ngửa tay nhận rồi chết luôn á, rồi thua luôn á anh à. Nhưng mà phải vô đó đó xuất viện bác sĩ rồi bé Tường Lam rồi 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 cái gì đó ha, giảng sanh là đi luôn đó anh. Vậy là gì chúng vô vô bệnh viện mà cầu giảng sanh cho đi luôn đó. Quý gì đó cứ rồi 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 bệnh nhân nào cái rồi bác sĩ khám các nay nó rồi hết bệnh rồi tôi quỳ tôi lại. Tôi nói thật sự luôn mà cái thân của tôi không ngại gì nhục nhã đâu, tôi lại vậy là được phước cho đời nữa đó. Thì tại sao em không dám làm? Em thì em dạ chỉ cần mà bé Tường Lam nói ngày nào mà mới hỏi lâm qua thôi, năm nào cũng được. Thật là tiên tri sau cái tuổi thọ của là cái sư thầy Thích Chí Trung đó. Thật là ba cái vị vừa rồi em nói đó, một vị là ni sư ở bên tận Thái Lan. Vị này chỉ cần là đoán cho cái năm mà cái năm vị giảng sanh đó thì vị sẽ là ban giao lại cái ngôi tam bảo của vị bên ở đất Thái với giá trị khoảng tầm mấy chục tỷ đó. Rồi cái về hai cái vị ở Việt Nam, một vị ở tại cái như là Hậu Giang với tài sản khoảng tầm khoảng 20 tỷ, thì chia nửa phần trăm là cách nửa phần trăm đó là 10 tỷ. Còn một vị nữa là con đi Mỹ mà cha mẹ ở nhà cũng hay bệnh tật thì cũng liên quan đến phổi đó, thì bây giờ nếu mà tới mà cái cúng 1.000 cái gạo hay là 10.000 cái gạo, 100.000 cái gạo được, mà miễn sao cha mẹ hết bệnh là người ta bán cả gia tài người ta bằng cúng đó. Mà nếu mà cúng hết bệnh thì người ta sẽ nhường cái tài sản ở Việt Nam lại cho bé Tường Lam, rồi người ta sẽ dẫn cha mẹ sang Mỹ để định cư. Thì lúc đấy em thật sự em sẽ trở thành một cái tấm nệm chăn cho bé Tường Lam ở đây. Đi tới đâu là em nằm dài xuống đó để dậm lên mình em mới đi được mà. Miễn sao mà ok thì em nằm dài xuống đó cho bé Tường Lam dậm lên đi. Để không? Còn mẹ bé Tường Lam bảo rằng vàng thật không sợ lửa thì đây đây là cơ hội để thử vàng thử lửa nè. Dạ, nhưng mà tôi thì xin cắt là anh vậy, anh thì làm vậy phải không? Còn tôi xin là tôi cũng bợ như mấy anh cha kia đi, bợ mé má má của Tường Lam đi để tôi làm cho trí với tôi chạy cò anh, để tôi chạy cò trời ơi toàn là mấy chục tỷ không, phải mướn tôi làm thật kỹ, tôi đi theo tôi chạy cò nữa, tôi ăn phần trăm cho. Chung là là mình thấy ấy đúng không? Phải vô lo lót cái bà má Tường Lam liền mấy chục tỷ không, mới bèo lắm tỷ, kiếm phần trăm thôi, 2% thôi, biết nhiêu tiền đó. Đó tại sao mà bà con thấy như vậy mà cần phải cổ xí bà con, tội tội cho bé Tường Lam và tội cho cái thế hệ, tôi nói nó bị lây nhiễm đó mà, không? Rồi bây giờ không cần phải học, không cần phải học, nhưng mà anh thấy không, bé Tường Lam có lúc tâm sự vậy, con vô trong lớp con nói bé con nó không có tin con, đúng rồi, không? Nó không tin con, ngay đó bà con quay lại những cái mà anh và hai thứ tóc rồi cho tới một thứ tóc đó, thì đó là đứa con nít bạn của nó còn không tin nó, không? Mà tại sao mà chúng ta phải là tin một cách nó là mù quáng mà u mê như vậy? Rõ ràng bé đó ngày hôm qua đó tôi thấy là cũng một cái thứ phiên chiều hôm qua hôm nay gì đó, thì đó là cái anh đó anh áo nâu đó anh dắt lên trên mà cái lầu thứ tư thứ năm gì của chùa đó anh, không? Đó là gì, công đức vô lượng nào là Phật, phải là nhẹ hơn người phàm á nè, bay cơ mà, thì sao không thử là một vài cái màn nào coi để hơn người coi, hay là nằm ở gì đứng ở trong cái kiến cường lực, còn nói là cái này mà lỡ tay cái là tiêu luôn á đó. Đó cái đó đó là những cái thử thách đó, tôi không dám nói ra đó, mình là thử như vậy cũng được đó. Không, thử như vậy rồi là tôi xuống tôi sẽ làm thơ ký liền.
cho mẹ bé thường, cho mà mẹ con bé Thường Lam là đi đi gì đi ăn mấy cái cò mấy chục tỷ đó anh, rồi ăn luôn cái chùa Thái Lan luôn. Ở cái chùa mà bốn mấy chục tỷ, bển là qua bển là Lam ơi con ở đó là một bên là đó là thực hiện được cái ý định ước mơ của con rồi đó, cắt nửa cái chùa ra làm một cái biệt thự để ở chơi, còn buổi sáng qua đó vài tiếng đồng hồ rồi về ở biệt thự cho nó chơi đó. Đó là cái chú của Tường Lam là như vậy đó, với chứ 1.000 chí dạo đó. À, cái đạo Phật gì như vậy, à, cái đạo gì như vậy, Bồ Tát gì như vậy, Bồ Tát như vậy là hết chết hết chúng sanh chứ không còn chúng sanh nữa nè, thấy không? Chúng nông ngày dân xưa đó, ngày xưa thì Phật Thích Ca là đắc quả ở tại gốc Bồ Đề. Dạ. Thì đây là cái như là Bồ Tát là muốn có căn nhà đẹp với là cái biệt thự với là xe sang với là chùa giác vàng thôi. Thấy dạ. Cũng có sự bất cập rồi đó. Dạ. Chung là thầy thầy là cái như là chung là bậc thầy là cái gian nan, bây giờ đệ tử là thấy sung túc hẳn. Bây giờ thấy Tường Lam là cái như tu đắc quả hay chưa đắc quả đó mà. Mà bây giờ lên đã ước căn nhà rồi đấy, thôi thấy em ớn quá. Đắc quả rồi đó anh. Đắc quả ngay cái bữa mà bé Tường Lam qua kênh Độc Lạ đó. Thì cái câu nói để đắc quả, đắc cái đạo, đắc cái chú, đắc cái quả của mẹ con bé Tường Lam là gì? Con làm YouTube để làm gì? Đó là YouTube hỏi. Bé Tường Lam nói đó, làm YouTube để kiếm tiền. Có tiền xong rồi xài gì thì xài. Đó đắc quả rồi, đắc quả ngay đó rồi, ngay cái trụ sở của cái kênh đó rồi. À, đắc rồi, rồi đi ra đường bắt đầu thấy không? Là kiếm nào là biệt thự, nào là kiếm chùa để có cái chơi, rồi cái đi qua chùa tu tu một chút rồi về, về biệt thự chơi. Đó đó là cái chú của mẹ con bé Tường Lam ra đời đó. Đó là một quái thái của thời đại, một sự gọi là gì, một sự là bói nhỏ về Phật học Việt Nam. Phật học chúng ta là vô lượng từ bi, à, sắc thì không, không thì sắc, chỉ lý gì mà bây giờ là như vậy rồi. Là vì nhờ bé Tường Lam ra đời nên bây giờ là người ta mới biết cái tu hành, mới biết là mới là từ thiện, đại cứ là vậy. Trời ơi trời, nói sao mà nghe nói là hồi trước năm 75 thì cái người dân Việt Nam chúng ta mà không có rầm rộn nha ha, thì người dân á là có cái vấn đề gì, tôi nói lúc đó gạo Thái Lan nhập về đậu xe ba gác ở hẻm đầu hẻm đó anh, gạo Thái Lan á. Rồi á là người dân á mà hay anh, lúc đó từ thiện ích mà người dân người ta tự ái lắm anh, đậu ở đó từ sáng cho tới chiều, trời mưa người ta che bạt lại, lâu lâu có người lén lấy một bịch, mà một bịch lúc đó là ba là 20 kg không nghe anh, gạo Thái Lan không đó nha, bé tin Thái Lan không đó, là trước Hòa Bình đó. Rồi là mà cái sự gọi gì, hồi lúc đó đó cái tinh thần mà cái sự gọi là gì, tự ái tự trọng con người cao lắm anh ạ. À. À, người ta không có lấy, chứ không phải bây giờ là môi giới luôn bà con ơi, phải 1.000 kg gạo luôn. Còn hồi đó tự ái lắm, tôi nhớ là mình thấy mình cũng thèm muốn chết luôn á, nhưng mà về cái tía với má tôi nói là không, không có lấy, còn ăn được là còn là ra lấy đó, nhục lắm, mắc cỡ lắm. Với thứ hai nữa là lấy của công quả thì mắc nợ đời. À, người ta sợ như vậy đó. Đó là tôi nói anh đó, là tôi cũng thưa cùng là anh và cùng cộng đồng mạng trước năm 75 đó, năm 68, 65 đó, à, lúc đó tôi mới còn nhỏ đó, là cái hình ảnh đó, đó là không có người lấy, người ta tự trọng lắm anh nè. Còn bây giờ đậu xe ba gác ở hẻm tôi nói anh ha, 5 phút là sạch rồi. Gặp cái chừng quán đó là gì, cái chừng 10 gặp mà mẹ con bé Tường Lam thì nó có một xe tải 10 tấn thì cũng 5 phút hết luôn. Nó gặp cái chừng 10 gặp thôi thì rõ ràng, đúng rồi, 10 gặp nhưng mà mẹ con bé Tường Lam 1.000 kg gạo, đúng rồi, thấy không? À, bà con thấy tôi cũng linh lắm nè, tôi nói là đúng nè, đâu thứ ra 10 tấn đi, có 10 gặp mẹ con bé Tường Lam lại cái hết trơn. Đó là những cái gì bà con có phải phá nát và làm nhục đi cái Phật giáo Việt Nam chúng ta hay không? À, mà chùa nào, sư nào mà ra cái luật là phải 1.000 kg gạo bà con? À, đó là một cái vấn đề mà tôi thấy nó hoài, nó vô cùng oái oăm mà vậy mà họ lại nói trời ơi, nhờ bé Tường Lam đến bây giờ người dân mới biết từ thiện, đa số nhà từ thiện bây giờ mới biết là, trời ơi trời, cái hồi mà dịch Covid cho anh thấy không? Thấy không? Có những cái cụ già người ta ra phần người ta nhận, người ta thôi tôi nhường lại,
vì hôm qua hôm kia tôi có rồi, kêu tên người ta đó mà ta cũng không đi lấy nữa. Cái tinh thần nhường cơm sẻ áo như vậy đó, tại sao không được phát huy? Tại vì sao không có ăn chia với kênh YouTube đó nè? Thật ra những cụ già, những lòng tốt ở trong dân là Việt Nam chúng ta quá nhiều, nhưng mà là bị sâu lắng, bị lãng quên đi. Giờ thấy những cái hình ảnh đứt ruột như vậy chứ không phải đơn giản đâu, mà bây giờ là phải đòi hỏi 1.000 ký gạo. Thì thật sự ra đây là vấn đề tôi thấy là cần phải cứu cứu. Và nói như cái chị khán giả gì trên kênh của anh đó, phải là đề nghị là ban trị sự Phật giáo Việt Nam vào cuộc. Nhưng mà thật sự mấy ổng là tu hành không anh ơi, thành ra nó ảnh cũng đi cái đường nhân từ từ tâm, chứ đâu phải mà như cái đạo mẹ con. Ngày trước thì có đạo con quen, rồi bây giờ cái đạo mẹ con của con làm không gián thiệt không sợ lửa, cứ đưa 1.000 ký gạo cho em đi bà con ơi. Thì đó rõ ràng cứ đưa nhiều đi là vàng em ngày càng sáng bóng lên nữa. Cái đó câu sau là tôi nói nha, còn 1.000 ký gạo là của mẹ con làm cái đạo gì kỳ vậy. Rồi những người nghèo khổ người ta tìm một cái lối thoát ở cửa Phật từ bi. Người ta có 3 cây nhang thôi, làm sao người ta bước vào cái đạo con lam này anh nè. Cũng khổ ha. Vậy chắc có lẽ là chắc có lẽ là tôi bây giờ phải xuống đó làm thơ ký cho mẹ con của con lam đi. Rồi anh nào muốn vô đạo là cho tôi đi, rồi cái gì tôi ghi vô này kia điều kiện là vợ chết rồi con bỏ tàn phế gì đó, coi coi đó là Tường Lam nó có ký duyệt được không. Rồi tôi phải bỏ ký chút gì đó ra bôi trơn đó, không bôi trơn vô cũng như đời, và 3 số miếng ngố nó cũng xong, phải không? Để coi coi có vô được không, chứ giờ những người vậy là không vô được anh ơi. Đăng ký trước. Dạ. Phải đăng ký trước ít là tháng là mới xét việc. Đúng rồi, để tôi lãnh cái đó, tôi lãnh cái đó cho không mấy tôi phần trăm được, nhẹ nhẹ cũng được. Cái đạo gì quay quỷ không? Nó còn từ bi thì nói thẳng thực tế ra thì cũng mình cũng nói quá nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy là mẹ mong rằng mẹ con bé Tường Lam lên xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi là về Phật giáo Việt Nam. Chứ không thể nào mà nói như cái sự gian dối như vậy. Rồi được mấy vị lăn xê lên kiếm like, kiếm view. Mà buồn nhất là cái mấy cái anh đó là tu tập cũng kiếm like, kiếm view. Kiếm để làm gì mấy ông? Không? Kiếm xe hơi anh ơi. Không? Giờ chiếc Valery nghe nói giờ nó cũng 8 mấy tỷ đó. Không? Chắc người già cũng kiếm được 50 rồi á. Không? Còn kiếm 8 mấy tỷ nữa. Tầm 3 mấy tỷ nữa. Chứ sao mà tại sao tu hành mà đã nói là vô lượng là từ tâm. Từ tâm đứa bé nó đã khoanh tay cúi đầu mình rồi. Mà cái sự tàn nhẫn nhất đó là không, không. Đó là con phải cắt tay lại là lại xá thầy. Cái đó là cái sự tàn nhẫn, Phật học nào ép. Không, người ta nói có những người người ta nói là gì? Xách miếng thịt vào chùa, người ta cúng. Phật vẫn cười, vẫn nói có công đức gì nó nghèo quá vậy, nó có cái bụng thịt không mà. Còn nó không có cái gì nữa là lấy cái gì nó cúng đây. Đó là những cái câu chuyện để nói lên là cái gì? Cái lòng từ bi hỷ xả của đạo Phật. Hôm nay phải 1.000 ký gạo, 900 ký là ở ngoài. Còn cái dạng mà 53 nải chuối, 53 ký gạo thôi biến. Bà không có tiếp được nha. Tôi chiếc này phải vô làm thơ ký cho cái mẹ con của bé này mới được. Để tôi làm môi giới đồ các cái rồi. Ví dụ như anh giờ có 500 ký thì anh cũng phải biết điều tôi 700, 200 rồi tôi cho anh vô. Thấy không? À, tôi sắp hồ sơ vô rồi đăng ký chứ rồi sao anh có 500 ký ra anh vô rồi chơi với người ta. Đó là cái chuyện quái đản thiệt bà con. Ở đây tôi muốn nói lên cái điều đó để nhấn mạnh được phải xóa tan những cái hình ảnh mà trục lợi bản thân, rồi để là bôi nhọ đi hình ảnh Phật học Việt Nam, rồi đó là Phật học Việt Nam chúng ta là 1.000 năm văn hiến, nó đi là đã đi cùng với cái người đời sống là từ tổ tiên ông bà chúng ta cho đến bây giờ. Thì cũng mong là cộng đồng mạng chúng ta hết sức là mạnh dạn để là bách loại trừ cái tổ chức ủng mưu này, tham lam vô độ này. Thì tôi cũng có cái vài lời góp ý cùng anh và cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm ạ. Và tôi cũng xin hết xin chúc mọi người có một giấc ngủ là ngon giấc và một ngày mới đầy hứa hẹn ạ. Xin hết và xin chào ạ. Dạ, em cũng xin thay mặt tất cả các bà con đang theo dõi cái chương trình
Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh cùng với gia đình của anh dồi dào sức khỏe anh nghe. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Dạ xin chào ạ. Dạ, chào anh. Dạ. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một ý kiến của một vị khán giả liên quan đến câu chuyện của là bé Tường Lam và những người đứng sau. Thì chắc là bà con cũng đã biết rồi, và cũng là ý kiến cuối cùng trong cái buổi trò chuyện tối nay. Và Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc buổi trò chuyện tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ bà con, vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký và chia sẻ giúp clip này để có một cái sự lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại bà con vào chương trình tiếp theo ạ.